Ngày hôm nay, Ali Benha cùng vợ và 4 đứa con đến quảng trường ở thủ đô Tripoli để kỷ niệm ngày độc lập. Dù trong ngày lễ độc lập, nhưng niềm vui của người dân Libya cũng như Ali lại không đầy ắp khi những bất ổn chính trị vẫn thường trực. Đây là giai đoạn chuyển đổi, một giai đoạn vô cùng phức tạp. Bây giờ người dân Libya bắt đầu đối mặt với tình hình thực tế. Trong khi đó, một người đàn ông khác có tên Mohamed Al-Ajeli cho biết, người dân Libya chỉ hạnh phúc được một thời gian sau thời kỳ hậu Gaddafi, nhưng sau đó phong trào phản đối chính phủ đã diễn ra. Người dân Libya hiện đang thất vọng về chính phủ. Chúng tôi không có sự an toàn và ổn định để xây dựng cuộc sống. Chúng tôi cần có một bộ máy hoạt động hiệu quả và quân đội có tổ chức. Dư luận Libya cho rằng, tình hình an ninh ở Libya hiện nay thậm chí còn tồi tệ hơn trước đây, khi đất nước không có một hệ thống chính quyền thực sự, cũng như tình trạng vũ khí tràn lan ở khắp các địa phương. Điều đáng lo hơn là các lữ đoàn còn sót lại sau cuộc nổi dậy chống chế độ trước đây mới là những tổ chức đang sở hữu những kho vũ khí thực sự. Chính phủ Libya hiện không hoàn toàn kiểm soát được những lữ đoàn này. Mặc dù trên danh nghĩa, những lữ đoàn nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Nội vụ hoặc Bộ Tư pháp, nhưng thực tế thì không hoàn toàn như vậy.